Chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin giao dịch ngày hôm nay và bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch tuần qua từ ngày 18 cho đến ngày 12 tháng 4 năm 2024. Đến với cả thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là thị trường kéo vào phiên cuối giờ chiều với các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng là động lực tăng chính trong ngày hôm nay. Đi cùng với đó là một số các mã cổ phiếu nhóm chứng khoán cũng bật tăng rất là tốt cùng với cả thanh khoản trở lại đạt mức hơn 944 triệu cổ phiếu. Kết phiên giao dịch thì VN-Index tăng 18,4 điểm, tương đương 1,4%, 317 mã tăng và 143 mã giảm. VN30 chúng ta thấy rằng là tăng 21 điểm, tương đương 1,73%, 29 mã tăng và chỉ có 1 mã giảm. Và trong rổ VN30 chúng ta đặc biệt có một số các mã cổ phiếu như là CTG hay là LB Bank. Hôm nay thì có một cái phiên tăng rất tốt. Chúng ta chỉ thấy rằng là trong bản tin của mình ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là Kiên có gửi đến cho mọi người với hỗ trợ là 1236 cho đến 1240 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh và hỗ trợ quan trọng của VN-Index. Và khi mà bao gồm cái cạnh dưới giải Bollinger Band cũng như là trend tăng trung hạn từ ngày 1 cho đến từ tháng 11 đến bây giờ. Và MA Ichimoku dày trong ngắn hạn thì khả năng thủng ngay vùng này là không cao. Tuy nhiên rằng nếu có bất cứ hành động nào mà bán qua cùng với là thanh khoản lớn thì áp lực bán sẽ tăng gia tăng rất là nhanh. Chiều ngược lại thì để thị trường chung tích cực ổn định hơn, ổn định thì sẽ cần thời gian tích lũy và vượt qua 1270. Hôm nay thì đóng cửa vượt 1270 rồi, đây là đường MA 20. Hành động của anh chị nhà đầu tư chúng ta nên duy trì cái tỷ trọng trung bình và mốc 1240 sẽ là mốc quan trọng và nên được nhà đầu tư chú ý. Khi mà thị trường trong giai đoạn này thì nếu mà thủng thì chúng ta sẽ cần phải có hành động bán quyết liệt hơn và hạ lốt cái phần tỷ trọng còn lại. Hôm nay thì may mắn chúng ta thấy rằng là thị trường tăng xanh rất là tốt, không có cái yếu tố bị bán quá thủng qua vùng đấy. Các cái mã cổ phiếu nắm giữ trong dạng này thuộc nhóm bất động sản và các mã cổ phiếu vẫn còn trong xu hướng tăng tích cực. Ngày hôm nay thì mình chỉ có một giữ với cổ phiếu QNS thôi. Khi mà hôm nay mình có hàng về với cả cổ phiếu này, với cả HAG thì đã về rồi. Ngoài ra thì một số các mã cổ phiếu vẫn còn nắm giữ thêm, với cả các mã cổ phiếu như HV hay là AA thì đang canh chuẩn bị cắt. Chúng ta đến với cả thị trường, đến với cả chart đồ thị. Chúng ta thấy rằng là trên khung đồ thị của VN-Index ở đây. Đây là với khung đồ thị VN-Index. Ở trên khung ngày thì thị trường hay là cổ phiếu thị trường đã vượt qua mốc hỗ trợ kháng cự đường MA20 quanh 1268 cho đến 1270 và quay trở lại một cái xu hướng tăng mang tính chất là tích cực trong ngắn hạn. Kháng cự của thị trường trong ngắn hạn sẽ ở quanh mức 1292. Đây là cái vùng hỗ trợ, đây là vùng kháng cự của vùng đỉnh cũ. Và khi mà chạm đến vùng này thì nó sẽ là một trong những kháng cự rất mạnh trong ngắn hạn. Tại sao lại mạnh thì chúng ta thấy rằng là cũng như ở vùng đáy thôi, nó sẽ là một vùng đỉnh. Thứ hai là nó sẽ chạm cái cạnh cạnh trên giải Bollinger Band. Trong đấy là với ngắn hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ ở quanh vùng này. Đây là một cái hỗ trợ ở cái đường MA20 và trong cái xu hướng điều chỉnh của thị trường thì nó sẽ có những cái nhịp mà test lên test xuống ở quanh vùng này. Và cũng là dự kiến của Kiên luôn, trong một vài phiên tới thị trường nó sẽ quay trở lại test lại vùng này. Và trước khi mà muốn có một cái xu hướng mới, một xu hướng tăng tiếp theo thì nó sẽ cần kiểm định qua cái đường MA20. Ví dụ như là trong các giai đoạn, ví dụ như đoạn tháng 4 2023 chẳng hạn, tháng 4 2023 khi mà thị trường điều chỉnh để test lại cái vùng hỗ trợ đáy cũ và sau khi mà vượt lại đường MA20 xong, nó sẽ có những cái cây test như kiểu giai đoạn này. Đó, giai đoạn này hoặc là trong thời gian gần đây khi mà nó vượt lên đường MA20 trở lại một lần nữa thì mà test cái mẫu hình hai đáy thì nó cũng cần phải có những cái phiên tích lũy trở lại và một cái phiên để nó vượt qua vùng đỉnh này để xác nhận vào một cái xuống mới. Giai đoạn này chúng ta nhìn thấy rằng là trend tăng của VN-Index nó vẫn đang được bảo toàn và trên giao dịch ở trên MA Ichimoku, và MA Ichimoku tương lai đang là một MA rất là dày và rất là khỏe. MACD thì đang có hai đỉnh và mình kỳ vọng nhiều hơn cho cái việc là tích lũy hơn là cái việc là tăng luôn. Trong trường hợp mà thị trường chung tích lũy theo dạng là hai đáy đi lên như này rất ok. Đó, nó sẽ tích lũy sideways ở quanh vùng này trước khi mà break. Và sideways càng lâu thì cái đà tăng của chúng ta càng tốt khi mà nó hình thành các cái nền dài. Thì thông thường các cái vùng tích lũy nền sẽ là những cái vùng mà sau đó sẽ có những cái nhịp tăng rất là ấn tượng. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng sẽ điểm qua thêm về các mã cổ phiếu của các dòng, ví dụ như các dòng cổ phiếu ngân hàng. Ta với CTG ngày hôm nay tăng rất là tốt và cổ phiếu này sau khi mà về chạm về cái vùng hỗ trợ rất mạnh của nó quanh 32.5 và cái vùng đáy cũ ở đây quanh khoảng 33.5, 33.3 thì hôm nay bật tăng lên rất là tốt và hôm nay đóng cửa
ở cái mức vẫn như ở đỉnh cũ và chuẩn bị xác nhận cho một cái mẫu hình hai đấy. Với mã cổ phiếu này thì nó sẽ tiếp diễn một xu hướng tăng và Kiên đánh giá rằng nó sẽ kỳ vọng đâu đó về khoảng 40 với các cổ phiếu này. Khi mà xuất hiện mẫu hình hai đáy, đương nhiên là sẽ cần kiểm tra các thứ rồi. Đây là với mẫu hình hai đáy. Tiếp theo là với cổ phiếu ACB này. ACB thì Kiên thấy rằng hôm nay cũng lấy lại được đường MA20, nhưng hôm nay thì vol hơi bé. Và thông thường là các cái phiên vol bé như này nó sẽ có những cái nhịp mà nó kiểm định lại. Trong trường hợp mà kiểm định lại thành công thì mã cổ phiếu này nó sẽ có một cái dạng là phá phân kỳ được, và nó sẽ kỳ vọng nhiều hơn cho việc là tích lũy. Tích lũy xong thì nó sẽ vượt qua cái phân kỳ này và vượt qua được thì nó sẽ tăng tiếp được. Techcombank này, Techcombank thì sau khi mà test lại đường MA20 nó có một cái chiến lược pullback và ông này thì sẽ có một kháng cự rất mạnh quanh 48-9. Tôi nghĩ rằng là trong ngắn hạn sẽ khó để vượt qua vùng này luôn. Ngân hàng chúng ta có VIB này. VIB này thì tôi thấy rằng là cái xung lượng tăng hôm nay thì hơi yếu, mặc dù thanh khoản cũng đã chạm đến vào đường trung bình 20 phiên, nhưng mà cái thanh khoản này không phải là một cái mức thanh khoản quá ok. Có thể là trong một vài phiên tới thì VIB nó sẽ có nhịp mà chậm lại cái đà tăng và tích lũy trở lại khi mà cái band đang bó hẹp lại như này rồi. Bỏ qua dòng ngân hàng, chúng ta sẽ đến với cả một số các dòng khác như kiểu chứng khoán. Chứng khoán này chúng ta có đột biến với cả CTS khi mã cổ phiếu này nó vượt qua vùng đỉnh gần nhất, vượt qua vùng đỉnh 52 tuần và tiếp diễn một cái xu hướng tăng. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng không cho kiên cái điểm mua với cổ phiếu này. Nếu như mà trong một vài phiên tới tiếp theo tăng lên đâu đó khoảng 42, sau đó thì điều chỉnh trở lại thì tôi nghĩ rằng là sẽ là cái điểm mua ok hơn là cái việc của chúng ta đu lệnh trong thứ hai. Bởi vì trong phiên giao dịch thứ hai thì chưa biết là nó sẽ tăng tiếp hay là nó sẽ điều chỉnh về đây. Nếu như mà điều chỉnh về đây luôn ấy, thì chúng ta nhìn thấy rằng là sẽ có cái dạng phân kỳ và nó chưa chưa phá được. Đấy là với CTS. HCM hôm nay cũng lấy lại được đường ngoài 20, nhưng với các dạng mà vẫn đang phân kỳ dày đặc từ ba đoạn như này thì mình sẽ không có cái điểm tham gia với các mã cổ phiếu như này. Khi nào mà nó phải có hai đoạn mà ACD vòng lên như này thì mình thấy rằng là sẽ có cái điểm tham gia an toàn hơn rất nhiều. Còn nếu như mà đã có cái dạng phân kỳ như này thì mình sẽ không tham gia với các mã cổ phiếu này, kể cả nó vẫn tiếp tục trong xu hướng tăng. SRI thì hôm nay đang gãy kênh và đang nỗ lực quay trở lại kênh, các mã cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian. SHS thì đang tiến tới vùng kháng cự đỉnh cũ, và với cái kháng cự này thì bản thân mình đánh giá rằng trong ngắn hạn nó sẽ rất khó để vượt qua. Trong các nhịp trước thì nó vượt qua được, và trong các nhịp trước ví dụ như là đỉnh 1 này thì nó sẽ còn cái dư địa tăng nó ok hơn. Nhưng trong giai đoạn này, trong khoảng từ 3 cho đến 5 phiên tới thì Kiên đánh giá để vượt qua cái vùng giá khoảng 21 thì nó hơi khó khi nó bao gồm cái đỉnh cũ và cạnh trên giải Bollinger Band như này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang các mã cổ phiếu nhóm ngành thép, ví dụ như là HSG này thì nó vẫn đang trong nền chưa có gì cả. Nam Kim thì ổn hơn khi nó đã vượt qua đường MA20 và tích lũy được một phiên rồi. Với các mã cổ phiếu như kiểu Nam Kim như này thì chúng ta có thể là nắm giữ thêm được và điều chỉnh về đâu đó quanh mức giá khoảng 25.4 là chúng ta có thể tham gia được với cả Nam Kim. HPG thì hôm nay cũng sẽ cần cái thời gian để tích lũy trên đường MA20. Mã cổ phiếu này chúng ta thấy rằng là vẫn đang giao dịch ở dưới, và Kiên ở đây Kiên có vẽ một cái kịch bản mà nó sẽ vượt lên đường MA20 như thế này. Sau đó thì tích lũy 2-3 phiên và vượt lên thì mã cổ phiếu này nó chúng ta sẽ lưu ý với cả một cái mẫu hình, đấy chính là mẫu hình hai đáy, đấy chính là mẫu hình V-kép. Đấy là với HPG, một cái khi mà nó xác nhận được những cái mẫu hình như này thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nó sẽ tiếp diễn một cái xuống tăng, mở ra chúng ta những cái cơ hội mua rất đẹp. Đấy, trong tuần sau thị trường nó ok thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu tăng trở lại cái tỷ trọng vào đâu đó khoảng 2 đến 30% nữa, nâng cái tỷ trọng lên mức ở trên trung bình một chút, dưới full tài khoản. Với các mã cổ phiếu nhóm thép này thì ok này, vẫn đang giao dịch ở trong nền. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả một số các mã cổ phiếu nữa của nhóm bất động sản, ví dụ như DG hôm nay thì rất là khỏe. Tuy nhiên là cái cạnh trên giải Bollinger Band đang ở đây rồi, nên trong ngắn hạn thì cái đánh giá cái việc mà nó tăng ngay và tăng kiểu dạng đột biến như kiểu là trong giai đoạn đầu tháng 3 này thì sẽ không có anh chị nhé, giữa tháng 3 này sẽ không có, nó sẽ có một cái dạng tích lũy bó band, bó càng ngày càng chặt band và bật lên sau khi mà cái band này càng ngày càng co vào, kiểu như vậy. Giảm cũng khó nhưng mà tăng thì cũng khá khó. Tiếp theo là với PDR này, mình thấy rằng là cũng tương tự như là DG thôi, nó sẽ bị bó band vào và các mã cổ phiếu nhóm bất động sản thì nó sẽ tăng chậm hơn một chút thôi, chứ không phải là tăng không tăng. Các mã cổ phiếu nhóm bất động sản thì là một trong những dòng mà có dư địa tăng nhiều nhất trong của thị trường trong giai đoạn hiện tại, khi mà nó mới chỉ vượt qua vùng nền qua một chút thôi. Đấy là với PR, Novaland thì càng ok hơn, nó cứ đang tích lũy ở vùng này, vốn càng ngày càng cạn kiệt thì sẽ là những cái vùng mà nó chuẩn bị break rồi. Anh chị có thể để ý rằng là trong những giai đoạn mà trước khi break thì cổ phiếu đánh rất là khó chịu và thanh khoản thì càng ngày càng cạn kiệt. Nó chỉ cần một cái phiên mà nó break out khỏi cái mẫu hình, đây là mẫu hình VCP to help đúng không ạ?
Và đoạn này thì nó đã breakout rồi, và bây giờ thì vol càng ngày càng cạn kiệt xuống, rồi sẽ là những cái dạng rất tích cực. Và bất động sản là một trong những dòng mà mình theo dõi rất là nhiều trong giai đoạn gần đây. Nếu có nắm giữ thì mình chỉ nắm giữ bất động sản thôi. Đó. Tiếp theo thì một số mã cổ phiếu mình khuyến nghị trong thời gian gần đây. Đầu tiên là với HV, với cổ phiếu này thì không break được cái cây này, thanh khoản cũng rất là lớn và cái dấu lớn để cao. Cổ phiếu này thì đã về vùng hỗ trợ rồi, cho nên anh chị nào mà có hàng thì chúng ta có thể nắm giữ thêm được ông này. Và chúng ta sẽ chờ thêm khi nào mà chúng ta muốn đánh ngắn hạn thì anh chị có thể bán quanh khoảng 15.3 để quanh cắt cắt mã cổ phiếu này, bởi vì cái điểm mua của mình chỉ quanh khoảng 15.3 15.4 thôi, có nghĩa là chúng ta bán hòa chúng ta sang mã khác. Còn trong trường hợp mà chúng ta có thể nắm giữ thêm được và dòng tiền không cần phải sang mã khác thì chúng ta sẽ chờ xem cổ phiếu này nó có vượt được đường MA 20 không, mà tích lũy theo cái dạng là tích lũy trên đường MA 20 như này để chúng ta có thể tham gia vào cổ phiếu kiểu HHB này. Tiếp theo là AAA này. Hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này đã mất đường MA 20 và hôm nay đang chưa lấy lại được. Trong thời gian tới chúng ta sẽ canh bán khi nó hồi phục lên đâu đó khoảng 10.9, và chúng ta sẽ chờ đợi sau khi nó tích lũy lại được trên đường MA 20 như này chúng ta sẽ tham gia lại sau, và nó sẽ cần phải break qua cái vùng này. Đấy là với cổ phiếu AAA. Trong giai đoạn này thì đang có khả năng break nhưng mà hơi yếu, chưa break qua được thành công. Tiếp theo là với QNS này. Hôm nay thì mình đúng cái cùng giá mua. Hôm nay thì đã có những lúc mà lên khoảng 51 rồi, thanh khoản cũng đã tăng rất là tốt. Và thông thường thì các cái vùng thành cốc hay là thành cái tay cầm ấy, thì thanh khoản nó ra tăng. Ví dụ như đoạn này thì thanh khoản nó cũng có sự gia tăng, và bây giờ thì đang có sự gia tăng về thanh khoản rồi. Cái nghĩa là rằng là cái phiên cái break của nó chỉ trong một vài phiên tới thôi, nó sẽ trong tuần sau nó sẽ break thành công với cái mẫu hình VCP thu hẹp này. Còn mã cổ phiếu nào nữa không nhỉ? HAG. Đấy, HAG thì chúng ta thấy rằng là một mẫu hình vai đầu vai ngược rất ok. Và các cái điểm mua của nó sẽ đâu đó quanh khoảng 13.2, 13.3. Thì nếu mà nó test lại thì anh chị có thể là tham gia được, hoặc là nếu đang nắm giữ thì chúng ta vẫn có thể là nắm giữ thêm được. Đó là với thị trường và kịch bản trong tuần sau. Anh chị nào mà đang có hàng sẵn thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ thêm được và chuẩn bị gia tăng nếu như thị trường nó test thành công cái vùng hỗ trợ 1267. Cuối tuần xin phép chào mọi người và chúc mọi người sẽ có một tuần cuối tuần cùng gia đình là bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại.